Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 14 tháng 9 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, tại xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, đảo Cò Hải Dương là một hòn đảo nằm giữa lòng hồ An Dương với khung cảnh xanh mát yên ả. Với số lượng chủng loại phong phú, nơi đây được ví như vương quốc cò nổi tiếng, mang đến cho du khách cơ hội khám phá rất nhiều loài cò và quý hiếm. Trong khoảng thời gian khám phá khu du lịch sinh thái này, du khách cũng có thể trải nghiệm một số món ngon đặc sản phải kể đến ở Hải Dương như là bún cá rô đồng, dươi tứ kỳ hoặc các loại bánh như là bánh đậu xanh, bánh gai ăn một lần là nhớ mãi. Trong những ngày tới, thời tiết tại Hải Dương phổ biến là mây thay đổi, trời nắng về trưa chiều, cường độ nắng sẽ mạnh hơn, chiều tối đôi lúc có mưa rào và dông vài nơi. Nhìn chung thời tiết vẫn khá thuận lợi cho quý vị đến du lịch và khám phá địa phương này. Cùng với đó, thời tiết ở các tỉnh khác của Bắc Bộ trong khoảng 3 ngày tới cũng không có nhiều biến động. Chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi tập trung vào lúc chiều tối, còn ban ngày chủ đạo là nắng duy trì xuyên suốt từ sáng cho đến chiều. Cục bộ có thể xuất hiện nơi có mức nhiệt cao khoảng 35 độ. Theo nhận định với kiểu thời tiết này thì du khách có thể lựa chọn miền Bắc để tham quan du lịch trong những ngày tới. Chỉ lưu ý quý vị đừng quên trang bị các vật dụng chống nắng đầy đủ khi có các hoạt động ngoài trời diễn ra vào buổi trưa. Thời tiết các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ nay đến khoảng 2 ngày tới cũng sẽ thuận lợi cho các hoạt động du lịch diễn ra vì trời cũng hầu hết là ít mưa, chủ yếu chỉ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm. Ngày có nắng trải đều trên khắp các tỉnh thành, song mức nhiệt vẫn dao động ở ngưỡng vừa phải, phổ biến dưới 35 độ. Sang đến ngày 17 tháng 9, khả năng những cơn mưa dông có thể xuất hiện nhiều hơn ở diện rải rác. Cục bộ có thể xuất hiện một vài cơn mưa vừa mưa to. Trong cơn dông thường kèm theo gió giật và lốc xoáy, thời tiết có khả năng gây gián đoạn cho các hoạt động sản xuất, du lịch, khám phá ngoài trời. Trong khi đó, với các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ trong 3 ngày tới, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới dịch dần xuống phía Nam có trục đi ngang qua khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ nên thời tiết khá nhiều mây, ít nắng, có mưa rào và dông diễn ra ở trên diện rộng, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tập trung ở phía Nam của khu vực. Trong cơn dông cần đề phòng với gió giật mạnh, lốc, sét. Sau đó, phải đến ngày 17 tháng 9, thời tiết mới giảm mưa xuống diện rải rác, tập trung về chiều tối và ngày có nắng trở lại. Ngược lên vùng cao Tây Nguyên, thời tiết trong khoảng 2 ngày tới tiếp tục nhiều mây, ngày nắng yếu, có mưa dông diện rộng, tập trung chủ yếu từ chiều tối và kéo dài cho đến đêm. Ở đây cũng có khả năng mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, đặc biệt là tại khu vực phía nam của Tây Nguyên. Vào buổi sáng và trưa trời vẫn có mưa vài nơi nhưng với lượng nhỏ, từ ngày 17 tháng 9 mưa sẽ có xu hướng giảm dần xuống diện rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung chính về chiều tối, còn ban ngày trời nắng gián đoạn và ít mưa hơn. Thời tiết ở khu vực Nam Bộ trong 2 ngày tới vẫn nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Tuy nhiên, diện mưa rộng và lượng mưa lớn sẽ tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối và đêm. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra gió giật mạnh và lốc sét. Vào buổi sáng và trưa, mưa có phần giảm đi, trời có lúc hứng nắng yếu. Sang đến ngày 17 tháng 9, thời tiết sẽ có xu hướng giảm mưa dông dần, tập trung về chiều tối với diện mưa rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Ngày trời giảm mây, giảm mưa và có nắng nhiều hơn. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị chu đáo cho hành trình du lịch sắp tới. Sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin chào và hẹn gặp lại!